Thôi quá vậy, thèm thơm lắm. Cắn một miếng tan chảy, mặn mặn ngọt, ăn miếng cơm trắng à. Dưa leo quét cái nước sốt nè. Chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Bữa nay mình sẽ làm món đồ ăn chay các bạn, sẽ làm tàu hủ chiên, rồi sẽ cùng làm nước sốt, chan ăn luôn các món đồ hủ này rất là ngon các bạn. Các bạn xem hết clip của mình nha, làm như thế nào nha. Ok, bây giờ cái chảo mình đã chuẩn bị rồi, nóng nha các bạn. Giờ mình sẽ chế dầu vô nha. Giờ dầu ăn của mình đã sôi nha, mình sẽ chế tàu hủ vô nha các bạn. Nhanh quá. Bây giờ mình chiên tàu hủ của mình như là cũng chín rồi nha các bạn. Mình không dám ngồi đó, ngồi đó nó văng lắm các bạn ơi. Đây, còn cái miếng nó là chín hết rồi, rất là giòn. Tàu hủ mình chiên đã chín rồi các bạn, mình chiên nha cho nó giòn giòn các bạn, chiên hai mặt cho giòn luôn nha. Giờ mình sẽ dẹp qua một bên, giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Thì một chén hành các bạn cắt ra, rồi mình sẽ bỏ đường bột ngọt vô. Mình bỏ miếng một muỗng đường vô các bạn, tại vì chiên tàu hủ này rất là dăng nha các bạn, bạn thông cảm với mình nha. Ngồi né né nó ra, cho một miếng bột ngọt vô, mình chế nước mắm vô nữa các bạn. Mình trộn đều lên, mình sẽ đổ vô các bạn. Mình sẽ lấy đậu hũ ra nha, sau đậu hũ trộn lên. Đảo đều lên, mình sẽ đảo đều lên cho nó thấm gia vị nha các bạn. Mình ăn cay thì mình cho tương ớt vô, mình khỏi sắc ớt trái nha, mình sẽ đổ tương ớt vô. Nhiều đi, ăn cho nó đã luôn nha. Này là ăn cơm là hết bài luôn các bạn ơi, món này dễ làm lại ngon nữa. Đây các bạn thấy có hấp dẫn chưa, mình để cho nó rút khô lên nha các bạn, nó thấm vô cái miếng tàu hủ nha. Món tàu hủ của mình chiên chín rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thôi nha các bạn, mình ăn với cơm luôn nha. Ok, hôm nay mình ăn món chay các bạn ơi, này nó sắc lại là đó, quá trời ngon luôn. Thôi giờ xin phép mời các bạn ăn cơm với mình luôn nha, lụm thôi quá trời thèm, thơm lắm. Cắn một miếng tan chảy, mặn mặn ngọt, ăn miếng cơm trắng à. Dưa leo quét cái nước sốt nè. Quá ngon bà ơi. Vừa rẻ vừa ngon. Ngon quá, ngon thiệt sự luôn các bạn. Mặn mặn ngọt ngọt, vừa có mưa có vị cay của tương ớt, thơm mùi hành, còn gì nữa. Quá đã. Ừ.
Ngon quá. Đậu là nhiều, làm nhiều món ăn lắm bạn. Mình chiên ra không, mình chấm đường ớt cũng rất là ngon luôn. Mình ăn cái gì mình ăn luôn. Quá ngon rồi. Cái hàng cà hết trên cơm bạn, rất là ngon. Rồi. Các bạn ơi. Tàu hũ chiên sốt nước mắm. Rất là ngon, ok luôn, ăn hết chén cơm luôn các bạn. Bữa nay mình làm món này, các bạn xem yêu thích nhớ ủng hộ mình một đăng ký nha các bạn, một like chia sẻ cho video của mình phát triển dần dần, mình sẽ kiếm những món ngon quay lên cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu video của mình.
Bye bye, hẹn gặp bạn trong clip tiếp sau nha. Những clip tiếp. Bye.